Chào mừng các bạn đã đến với Battlecry Trung Hoa Sử Ký. Battlecry Trung Hoa Sử Ký là dự án mới nhất của Battlecry Team, nơi chúng ta cùng chia sẻ những hiểu biết và đam mê của mình về giã sử cũng như lịch sử của người hàng xóm phương Bắc. Mình vẫn luôn cho rằng muốn chiến thắng được ai đó thì chúng ta phải hiểu rõ về họ. Vậy nên hãy cùng Battlecry tìm hiểu về lịch sử của họ nhé. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Trung Hoa Sử Ký trên kênh Battlecry Khám Phá Thế Giới. Các bạn thân mến, sự kiện Quan Vân Trường để mất Kinh Châu có lẽ là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp phục hưng Hán thất của nhà Thục Hán. Vì sự kiện này mà Quan Vân Trường đã phải chịu sự chê trách suốt cả ngàn năm qua. Sự thật có phải là như vậy hay không? Hãy cùng Battlecry phân tích trong video ngày hôm nay nhé! Nhiều người cho rằng nguyên nhân chính được xem như bước ngoặt làm thay đổi toàn bộ kịch bản mà Gia Cát Lượng đã vẽ ra cho sự nghiệp của Lê Bị. Có lẽ nằm ở chiến dịch tương phản thất bại của Quan Vân Trường. Việc Quan Vũ khinh suất để Đông Ngô thừa cơ chiếm lấy Kinh Châu, sau đó thì vong mạng, đã tạo nên hiệu ứng domino kéo theo liên tiếp các sự kiện cực kỳ bất lợi cho nhà Thục như cái chết của Trương Phi, thất bại ở Di Lăng của Lưu Bị và cuối cùng là sự sụp đổ của nhà Thục Hán. Chắc chắn Quan Vũ sẽ là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại này. Có người nói rằng chiến dịch tương phản đáng lý không nên diễn ra vì nó không cần thiết. Có người nói ông đã quá nóng nảy mà cự tuyệt với Giang Đông, từ đó dẫn tới việc bị đánh tập hậu sau lưng. Thế nhưng sự thực thì không hoàn toàn như vậy. Trong video ngày hôm nay, Battlecry Trung Hoa Sử Ký sẽ cùng phân tích lại chiến dịch tương phản của Quan Vân Trường thông qua việc xem xét lại các giả thuyết lâu nay đã áp đặt lên Quan Vân Trường nhé. Sai lầm khi để Quan Vân Trường trấn thủ Kinh Châu. Có nhiều ý kiến cho rằng việc để một tướng như Quan Vân Trường trấn thủ Kinh Châu là sai lầm của Lưu Bị, Gia Cát Lượng, bởi đây là một con người kiêu ngạo, cậy tài, đã từng coi thường Đông Ngô ra mặt và xác suất để ông ta khinh suất gây ra thất bại là rất cao. Thế nhưng chúng ta cần phải xem xét lại. Hãy xét lại toàn cảnh của phe Lưu Bị lúc đó. Trước khi quyết định tê tiến vào Xuyên thì các đại tướng trong tay Lưu Bị gồm có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Ngụy Diên. Về Trương Phi thì đây là một vị tướng bốc đồng và nóng nảy, hợp với những thế trận tấn công hơn là phòng thủ. Chưa kể bản thân Dực Đức cũng đã từng dính phốt hồi ở Từ Châu vì say rượu đã để mất thành vào tay Lưu Bố. Chính vì vậy, Lưu Bị không giao Trương Phi thủ Kinh Châu là hợp lý. Thứ hai là Triệu Vân, đơn giản có thể hiểu, ông không phải dạng chủ tướng, am hiểu binh pháp, thao lược. Binh nghiệp của Triệu Vân chủ yếu là bảo vệ trung quân của Lưu Bị, chứ ít khi nào được thống lĩnh một đạo quân hay bảo vệ một vùng chiến lược nào. Thế nên phương án này cũng có thể loại. Còn lại hai cái tên là Hoàng Trung và Ngụy Diên. Ngụy Diên thì có thể tiếp tục loại luôn, vì thứ nhất, tài năng tất không thể so với bốn người còn lại. Chưa kể thời điểm đó, chưa có danh tính gì nổi bật, lại còn có tiền án tiền sự là phản chủ, nên đương nhiên là không ai giao trọng trách này. Còn về Hoàng Trung, ông tuy có tài, thế nhưng danh tiếng thì lại chủ yếu loanh quanh ở khu vực ông trấn thủ là Trường Sa. Chính vì vậy, so với uy danh lẫy lừng của Quan Vân Trường thì chắc chắn là không bằng. Tình cảnh lúc đó, Tào Nhân cầm vài vạn quân đóng ở Phàn Thành, nhằm nhẹ tấn công Kinh Châu. Phía Nam, Tôn Quyền cũng không bằng lòng với ba quận có được, cũng chỉ chờ thời cơ để chiếm nốt những vùng còn lại. Vì vậy, Lưu Bị muốn nhờ vào cái khí thế dũng mãnh của Quan Vân Trường mà khiến cho cả hai bên địch thủ đều phải dè chừng. Sau khi chiếm được Tây Xuyên, Lưu Bị tiếp tục bước vào một cuộc chiến mới với Tào Tháo ở Hán Trung, nên việc điều động một tướng ở trong Thục ra thay cho Quan Vũ gần như là không thể. Suy cho cùng, thì phương án để một người như Quan Vũ ở lại trấn thủ Kinh Châu vẫn là phương án tốt nhất mà Lưu Bị có trong tay. Sai lầm ngay từ đầu khi quyết định công phá Phàn Thành. Trước tiên, chúng ta cùng điểm lại hoàn cảnh trước khi chiến dịch tương phản diễn ra. Sau trận Xích Bích, hàng loạt các trận đánh vừa và nhỏ diễn ra. Hai nhà Tôn Lưu quyết định lấy sông Tương Thủy làm ranh giới để phân chia Kinh Châu. Theo đó, ba quận phía đông Tương Thủy là Trường Sa, Giang Hạ, Quế Dương thuộc về Tôn Quyền. Bốn quận phía tây Tương Thủy là Nam Quận, Giang Lăng, Linh Lăng, Vũ Lăng thuộc về Lưu Bị. Trước ý chí chủ hòa mãnh liệt của Lỗ Túc nên Quyền đồng ý. Hai bên tạm thời đình chiến. Sau đó, Lưu Bị cấp tốc kéo quân về để chuẩn bị cho cuộc đại chiến giành Hán Trung với Tào Tháo. Và kết quả là quân Thục đánh tan 40 vạn đại quân của Tào Tháo, làm nên chiến công huy hoàng nhất sự nghiệp của Lưu Bị. Sau trận Hán Trung, Tào Tháo buộc phải lui về Bắc. Mặt trận phía Tây Nam lúc này chỉ còn lại cánh quân của Tào Nhân trấn thủ tại Phàn Thành, Lã Thường trấn thủ tại Tương Dương. Tào Nhân là đệ nhất đại tướng của Tào Tháo. Sự xuất hiện của Tào Nhân tại Phàn Thành
cũng cho thấy ý đồ tấn công Giang Lăng của Tào Tháo. Trong Tam Quốc, phiên bản 2010 cũng đã có đề cập tới vấn đề này. Tư Mã Ý đã đề xuất với Tào Tháo nên bỏ Hán Trung mà dồn quân đánh Kinh Châu. Tào Tháo không nghe theo mà phái Tào Nhân đem 10 vạn quân tới Phàn Thành với ý đồ tìm cơ hội đánh vào Kinh Châu. Như vậy thì có thể ý đồ của Quan Vũ là muốn tiên phát chế nhân, thừa lúc đại quân của Tào Tháo chưa tập hợp mà ra tay trước để tấn công, bẻ gãy nhuệ khí của địch. Nếu thành công thì có thể nối liền Kinh Ích, tiến thêm một bước nữa trong Long Trung đối sách. Nếu thất bại thì Vũ vẫn hoàn toàn có thể lui về Giang Lăng cố thủ và chờ đợi sự chi viện từ nhà Thục. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, theo Long Trung đối sách của Gia Cát Lượng thì sau khi chiếm xong Xuyên Thục, đợi Trung Nguyên có biến, sai một viên đại tướng đem quân Kinh Châu tiến giam vùng Uyển Lạc. Như vậy thì việc đánh Phản Thành, Tương Dương để mở đường lên vùng Hoa Bắc rộng lớn đã nằm trong kế hoạch của Bộ Chỉ huy Thục Hán. Và chắc chắn rằng việc mở chiến dịch công phá Tương Phản của Quan Vũ đã được Lưu Bị và Gia Cát Lượng chấp thuận, chứ ông không hề tự ý xuất quân. Yếu tố biến ở đây có thể xem là trận đại bại của Tào Tháo ở Hán Trung. Sau đại chiến, Tào Tháo thiệt hại không ít quân, thế lớn gần như đã suy yếu. Và có lẽ cả Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều thống nhất đây là thời cơ tốt để Quan Vũ đem quân công phá Tương Dương, Phàn Thành. Tuy nhiên, yếu tố then chốt ở đây vẫn là câu Đông Hỏa Tôn Quyền hay là Liên Ngô Kháng Tào. Điều kiện đủ để thực hiện Long Trung đối sách là phải tuyệt đối liên minh với Tôn Quyền ở phía Đông. Nếu như vì một lý do nào đó khiến cho liên minh Tôn Lưu bị phá vỡ thì kế hoạch này sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng liệu có phải Quan Vũ là một kẻ hoàn toàn vô mưu mà gây chiến với Đông Ngô hay không? Chúng ta cùng bàn luận ở phía sau. Ý thứ ba, có thể Quan Vũ nhận ra toan tính của Tôn Quyền là trước sau gì cũng vượt sông Tương Thủy để công phá nốt 4 quận còn lại của Kinh Châu. Thế nên để tránh thế lưỡng đầu thọ địch, ông quyết định xuất quân thần tốc đánh phá Tương Dương, Phàn Thành để phá đi 2 quả bom nổ chậm ở phía Bắc. Sau đó thì toàn tâm toàn ý để phòng thủ mặt Đông Nam với Tôn Quyền. Tuy nhiên, Tào Tháo lại liên tiếp phái đi 2 đạo viện binh cực kỳ mạnh để tới chi viện, khiến cho Quan Vũ mất quá nhiều thời gian cho mặt trận này và rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch. Ý thứ tư, việc Quan Vũ tấn công Tương Dương, Phàn Thành cũng là để tạo thành một phòng tuyến cùng với Giang Lăng để thiết lập một vùng đệm an toàn trước các thế lực muốn tấn công vào Thục Hán. Hoàn cảnh trước khi chiến dịch diễn ra, cả 3 thế lực Tào, Tôn, Lưu đều chiếm giữ các địa bàn của các quận Kinh Châu và sẵn sàng thôn tính đối thủ khi có cơ hội. Phía Lưu Bị cũng thừa hiểu điều này, và việc tấn công để tạo một phòng tuyến an toàn không chỉ một mình Quan Vũ mà ngay cả Lưu Bị cũng đã nghĩ tới. Ông cũng sai Lưu Phong, Mạnh Đạt đem quân công chiếm 2 quận Thượng Dùng và Phòng Lăng để tăng thêm uy thế, và kết hợp với các cứ điểm Phàn Thành, Tương Dương, Giang Lăng tạo thành một bức tường phòng thủ vững chắc. Khi một cứ điểm bị tấn công thì nơi khác sẽ chi viện, biến các lực lượng quân Thục tại đây từ thế phòng thủ sang thế tấn công uy hiếp. Quan Vũ khinh thường Đông Ngô quá mức khiến bị tập hậu. Sự việc nghiêm trọng nhất gây chia rẽ Đông Ngô và Tây Thục có lẽ là chuyện Tôn Quyền sai Gia Cát Cẩn qua hỏi cưới con gái Quan Vũ cho con trai của Tôn Quyền. Thế nhưng Vũ chẳng những không đồng ý mà còn chửi luôn con Tôn Quyền là chó. Vậy thì khác gì chửi thẳng Tôn Quyền là chó, khiến Quyền rất tức giận và quan hệ giữa hai bên cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Suy cho cùng thì Tôn Quyền xuất chiêu ấy đương nhiên là một mũi tên bắn nhiều đích, vừa tỏ ý tăng cường quan hệ hữu hảo hai bên, vừa có thể cầm bắt con tin khi cần thiết. Rất có thể Quan Vũ cũng nắm được ý đồ đó. Song nếu như là người nhạy bén và mềm dẻo xử lý quan hệ thì chắc là không vấn đề gì. Quan Vũ hoàn toàn có thể không đáp ứng việc hứa hôn, song nên khéo léo cự tuyệt để tránh tổn thương quan hệ giữa hai nhà, hoặc thậm chí là làm chậm ý đồ tấn công đánh chiếm của Đông Ngô lại. Trong việc này có thể nhận thấy sự yếu kém và thiếu khéo léo của Quan Vũ trong ngoại giao. Tiếp tục đến tháng 10 năm Kiến An thứ 22, vị đô đốc tài trí của nước Ngô là Lỗ Túc qua đời. Lã Mông là một viên tướng kiêu hùng và tài năng được cử lên thay thế. Mối quan hệ Tôn Lưu đang đông cứng lập tức trở nên xấu đi nghiêm trọng. Tua nhanh một chút để tới với chiến sự. Trong khi Quan Vũ đang hăng hái công phá Phàn Thành thì nhận được tin Lã Mông bệnh nặng, thư sinh Lục Tốn lên thay. Đối với chúng ta thì sau khi biết kết quả cuộc chiến có thể nhìn thấy đây là một chiêu che mắt của Đông Ngô. Thế nhưng đặt mình vào vị thế của Quan Vân Trường lúc đó, trong tình cảnh đang quyết chiến với quân Tào mà nhận được một tin như vậy thì sẽ khá là khó xử. Có thể ông ta đã tính toán dựa vào thời điểm mà nước Ngô
đang thiếu một viên đại tướng, mà điều thêm một vạn quân Kinh Châu lên để nhanh chóng công phá xong phản thành, rồi quay về đối phó với mặt Nam. Thế nhưng không ngờ đã rơi vào kế hiểm của Đông Ngô, thất bại do Lưu Bị không ứng cứu. Cho tới nay thì đã có rất nhiều giả thuyết cho rằng cái chết của Quan Vũ là do chính Lưu Bị và Gia Cát Lượng gây ra. Thế nhưng bản thân mình thì cho rằng đây chỉ là một thuyết âm mưu không có căn cứ. Thứ nhất thì lòng trung thành của Quan Vũ từ sau rất nhiều những biến cố trong quá khứ là không phải bàn cãi. Thứ hai, dẫu Quan Vũ có thành công ở chiến dịch Tương Phàn thì thực lực của bản thân Quan Vũ cũng không đáng kể gì so với Lưu Bị ở Xuyên Thục. Quanh đi quẩn lại thì chỉ có Quan Bình là hạng vũ dũng, còn lại toàn các tướng hệ làng nhàng như Mi Phương, Phó Sĩ Nhân, Liêu Hóa, Chu Thương, vân vân. Về binh mã thì vài vạn của Quan Vũ cũng không đủ tuổi để so với vài chục vạn của Lưu Bị vừa lấy xong Hán Trung. Hơn nữa, không ứng cứu Quan Vũ đồng nghĩa với việc mất luôn trọng điểm Kinh Châu và một chiến tướng tài năng nhất trong quân đội lúc đó. Thế nên mình nghĩ Lưu Bị và Gia Cát Lượng không dại gì phải trừ khử một người như Quan Vũ để vì một cái lý do mà xác suất xảy ra là rất thấp. Trên thực tế, Lưu Bị đã phái cả Mạnh Đạt và Lưu Phong đánh Thượng Dung, Phòng Lăng và từ đó phối hợp với Quan Vũ đánh Tương Dương, Phan Thành. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là phái hai đạo quân sẵn sàng tương trợ cho Quan Vũ khi cần thiết. Ngược lại, kế hoạch tấn công của quân Ngô là vô cùng chớp nhoáng. Ngay cả Quan Vũ là người ở ngoài mặt trận còn không kịp xoay sở thì Lưu Bị ở Xuyên Thục cách cả nghìn dặm làm sao có thể ứng cứu kịp. Thế nhưng kết quả là do Mạnh Đạt và Lưu Phong không ứng cứu kịp thời nên Quan Vũ đã chết trong tay của Lã Mông. Âu cũng có thể coi là người tính không bằng trời tính. Từ những kiến giả trên, có lẽ chúng ta đã phần nào hiểu hơn về toàn cảnh của chiến dịch công phá Tương Phàn và thất bại của Quan Văn Trường. Về lý thuyết mà nói, toan tính của Quan Vũ và bộ chỉ huy Thục Hán là không hề sai, thậm chí còn suýt giành được thắng lợi lớn. Do vậy, thực tế diễn ra thì không được theo kịch bản đã khiến Quan Vũ vòng mạng. Dù vẫn biết rằng người đời thường đem thành bại mà luận anh hùng, thế nhưng chúng ta vẫn cần phải xem xét lại sự việc thấu đáo ở nhiều góc độ. Cảm nghĩ của bạn về phân tích này của Battleground Trung Hoa Sử Ký là như thế nào? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Đây là Battleground Trung Hoa Sử Ký, một channel mới của Battleground Team, nơi có những câu chuyện về lịch sử và giã sử của Trung Hoa vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn đam mê lĩnh vực này, hãy subscribe và ủng hộ Battleground nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.